Cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là cốc trà sữa. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
của mình. Trên tay mình đây là quả mướp. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.